đường phóng. Đi nhẹ em. Kia hướng nó vào cuộc bền. Xong bảo nhà anh Hương để cho miếng đất. Hương nào? Con dâu cô bền ấy. Em đầy đất đi. Không có mẹ cô bảo mẹ em bảo là cô đừng có dại mà cô hỏi. Thật. Nó có tiền nó còn đi mua đất làm sao nó phải bán. Xong là mua đất của bố em phải trả tiền. Đấy. Anh không ấy. Chưa trả? Chưa. Chưa trả đồng chưa nào trả một đồng nào luôn. Ui thế mà chưa gì bố đã phát tiền cho các cháu rồi. Thì bố em bỏ tiền của bố em ra. Thôi cũng chịu ông. Bảo trước Tết trả tiền xong trước Tết mất hút công ty gì. Không bố em nói mà. Bố em bảo anh Hương làm ăn không có chữ tín. Ý chị tưởng nó phải đưa rồi cơ. Thế nên là bà nội cứ tưởng là bố em anh Hương đưa rồi nên bà cứ nói nọ kêu bố em đi. Mới đầu em cứ tưởng là hôm chị Yên khuya là chị Yên đi giúp 100 triệu. Em bảo mẹ em là chị Yên khuya chắc là lấy tiền đấy để trả cho bố trước. Của chị được chưa gái? Chưa, chị đợi tí chị nhá. Thế nhưng mà không phải. Con dâu cô bé còn hỏi cô bé là nghĩa thế này mai chủ chính mà lấy vợ thì vợ chồng con ở đâu chứ? Hay là hỏi nói chứ là đúng hơn gì đấy. Nhưng mà nó mới về làm sao nó đã phải để ý cái chuyện như thế mà. Ừ rồi không sao cả, nói thế là bình thường. Hỏi thế là biết lo xa. Biết lo xa nhưng mà lại không giải quyết được cái gì.
Trưng ca bắn rồi đi. Bắn một cái không biết đi đâu. Huy sắp đi Đức rồi. Nó quyết định đi Đức à? Thằng Bảy lại bay rồi đấy. Không biết tính em nói thế, sang đây có được không? Sang đấy con người nó sẽ phóng thoáng thì nhá. Bảo với cái từ anh như kiểu anh bị bốc đi ấy. Thế còn làm ở kia? Thế bảo là vẫn đi làm mà. Tôi bất ngờ. Có. Chưa thấy gì. Kinh, con gái mà đi sợ gì? Nó chạy. Ít. Đây. Bạn nam kia ít. Có mấy cái to đùng. Tỉnh bố nói đến 7 rưỡi tối mới được chụp thì không biết bao giờ mới về. Xe máy thì Hà Nội cơ mà. À, đi ô tô. Ừ. Cái taxi là đi xe khách. Xe khách. Chặt tụ con ơi. Không cần quay, không cần.